Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Trịnh Vĩnh Bình người hạ bên thắng cuộc. Kỳ 2 cưỡi cọp triệu phú Việt Kiều và những bài học xương máu vì đi trước thời đại với tất cả thiện chí để trở về đóng góp xây dựng đất nước. Nhưng sau hơn 2 thập kỷ bị chính quyền tại quê hương vùi dập tả tơi, ông triệu phú Việt Kiều Trịnh Vĩnh Bình không khỏi xót xa thừa nhận rằng có sự kỳ thị trong cách đối xử của chính quyền Việt Nam đối với khúc ruột ngàn dặm, đặc biệt là những người đã rời khỏi đất nước theo diện tị nạn sau biến cố vào năm 1975, và rằng ông đã quá chủ quan khi thực hiện cung cách làm ăn ngược đời và đi trước thời đại tại Việt Nam vào những năm 1990. Ông chia sẻ với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về những bài học xương máu dành cho những ai đang ấp ủ giấc mơ như ông ngày xưa, rằng trở về để đầu tư, để xây dựng quê hương. Đây là hình ảnh ông Trịnh Vĩnh Bình bước ra khỏi tòa án quốc tế với tín hiệu thắng kiện. Tòa buộc chính phủ Việt Nam phải bồi thường cho ông tổng cộng là 37.581.596 đô la thiệt hại và gần 9 triệu đô la án phí. Cưỡi cọp bình luận trong bài viết về việc doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình đang chuẩn bị ít nhất là 2 vụ kiện chống lại chính phủ Việt Nam trước tòa án quốc tế nếu như quá trình thương lượng giữa hai bên bất thành. Nhiều độc giả, thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho rằng luật pháp quốc tế vẫn công minh hơn, phổ quát hơn khi tôn trọng thỏa thuận giữa hai quốc gia. Có người nói ông may mắn là nhờ tấm bùa hộ mệnh mang hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Vương quốc Hà Lan và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một số người khác còn so sánh ông với trường hợp của Tăng Minh Phụng, doanh nhân đã bị xử tử hình vào năm 2003 với cáo buộc về các tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng. Phản hồi về những bình luận này, ông Trịnh Vĩnh Bình công nhận ông có ưu thế hơn những người Việt Nam bị mất đất đai hay tài sản khác nhờ tư cách là công dân Hà Lan. Tuy nhiên, ông cho rằng có những yếu tố khác biệt giữa ông và Tăng Minh Phụng khi cả hai đều là những đại gia đã bỏ tiền mua rất nhiều đất đai vào những năm 1990. Ông nói, về sự khác biệt của Bảy Phụng, tức là Tăng Minh Phụng, làm về địa ốc ở Vũng Tàu thời đó, và tôi là Bảy Phụng vay vốn ngân hàng làm địa ốc, còn tôi có bao nhiêu tiền thì tôi làm bấy nhiêu. Tôi đã bỏ tiền túi vào làm, ông Bình đã nói như thế với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và đây là yếu tố vô cùng quan trọng, mà ông Trịnh Vĩnh Bình cho rằng nó đã cứu ông không bị rơi vào hoàn cảnh như ông Tăng Minh Phụng. Doanh nhân Hà Lan cũng lưu ý tỷ lệ lãi suất quá cao của các ngân hàng Việt Nam vào thời điểm đó là một rủi ro rất lớn đối với các doanh nghiệp vay vốn từ ngân hàng. Đây là hình ảnh ông doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình thứ nhất từ bên phải và chú Sáu Khải, tức là cựu Thủ tướng Phan Văn Khải của Việt Nam ở giữa. Chưa kể một khi xảy ra tình trạng vỡ nợ, việc kê biên tài sản cấn nợ của các cơ quan nhà nước vào thời điểm này rất không công bằng, ông nói. Công chuyện của Bảy Phụng khi bùng nổ, sau này tôi tìm hiểu lại thì tôi biết là nếu ở một sân chơi sòng phẳng thì chưa chắc Bảy Phụng đã bị sa lầy trong vấn đề nợ nần. Là vì trong đánh giá vụ của tôi là tôi đã thấy được là đánh giá của các cơ quan về tài sản nhiều khi của người ta là 300.000 đô la, nhưng họ đánh giá khoảng có 50.000 đến 70.000 đô la. Cái đó không ai cản được. Việt Nam luật pháp lung tung lắm. Những người bên ngành công an, viện kiểm sát hay gì đó, họ làm việc theo kiểu vua một cõi. Vùng nào họ tự quyết định lấy rồi họ câu kết làm hồ sơ giả theo ý họ, tức là họ không có một sân chơi luật pháp nhất định. Do đó, cho tới hôm nay, Việt Nam từng tuyên bố ra là một nhà nước pháp quyền. Điều đó là không đúng. Một điểm khác biệt nữa vẫn theo lời ông Trịnh Vĩnh Bình là ông không mua đất đai theo quy định đầu cơ đất đai, mà chỉ mua để xây dựng các cơ sở cho kế hoạch hợp tác kinh doanh nhằm đưa các kỹ nghệ của châu Âu về thay máu tại Việt Nam. Nhưng dù là với mục đích kinh doanh gì, thì việc kinh doanh nghiệp đầu tư vào một đất nước không có một cơ chế pháp quyền, theo doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình, thực sự là một rủi ro rất lớn, có thể khiến họ không những mất mát tài sản, mà thậm chí có khi phải gánh đổi cả tính mạng. Đây là hình ảnh lệnh bắt giữ ông Trịnh Vĩnh Bình của cơ quan an ninh điều tra vào ngày 8 tháng 10 năm 1999 về tội đưa hối lộ và vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai với án tù 11 năm. Và bài học xương máu. Nhìn lại hành trình hơn 20 năm trở về Việt Nam đầu tư, khi được hỏi điều gì làm ông hối hận nhất, ông Trịnh Vĩnh Bình chua xót nói: Việt Nam chưa có đủ nhân tài và người tốt để điều hành đất nước, nên chuyện tôi về gặp nạn là chuyện đương nhiên.
Tôi về lúc đó gia đình tôi đã phản đối rồi và tôi đã cân nhắc cái rủi ro đó rồi. Tôi nghĩ có thể thoát được, có thể thôi và tôi phải thử thách. Doanh nhân Hà Lan gốc Việt cho biết. Doanh nghiệp người Hà Lan gốc Việt như mô tả trong các bài viết trước của Đài Hoa Kỳ về vụ kiện Trịnh Vĩnh Bình và chính phủ Việt Nam là một triệu phú có tiếng ở Hà Lan thời đó với biệt danh vua giò chả. Ông rất tâm huyết với việc trở về quê hương đầu tư thay vì đem tiền đi kinh doanh ở các quốc gia khác và làm lợi cho họ. Trong kế hoạch của Trịnh Vĩnh Bình không những ấp ủ giấc mơ kéo dài, kéo các công nghệ tân tiến của châu Âu về Việt Nam mà còn là những dự án kiến thiết và làm giàu cho đất nước như dự án phủ xanh các đồi chọc bằng giống thông Caribe đẹp như mơ mà ông đã bị ấn tượng mạnh trong một lần đi chơi ở Thụy Điển. Các dự án nuôi trồng và xuất khẩu thủy hải sản để cạnh tranh với thế giới, rồi làm các khu du lịch tầm cỡ để giới thiệu nét đẹp của Việt Nam, rồi dự án nạo vét làm sạch sông Thị Vải, vân vân. Nhưng hết lần này đến lần khác, doanh nghiệp của ông đã bị vùi dập tơi tả, khiến những giấc mơ trở nên dang dở. Đây là hình ảnh ông Trịnh Vĩnh Bình tại tòa án ở Việt Nam. Ngoài vấn đề về cơ chế, ông Trịnh Vĩnh Bình sau hơn 20 năm công bố đầu tư tại Việt Nam ngậm ngùi thừa nhận rằng nhà nước Việt Nam trên thực tế có sự phân biệt đối xử kỳ thị đối với các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là những người Việt Nam thân phận tị nạn. Ông nói, về Việt Nam đầu tư nếu là thân phận người tị nạn, tôi vẫn cam đoan là dù không có, tức là để kỳ thị, thì cũng bị người ta bịa đặt để kỳ thị, để người ta giành phần, người ta không muốn mình lấn sân. Ông cho biết vào thời gian đầu, khi ông mới đem tiền và vàng về Việt Nam đầu tư, thời đó Việt Nam chưa có nhiều doanh nghiệp có tầm cỡ như ông. Lúc đó anh em bên Đông Âu cũng chưa về, người Việt trong nước lúc đó cũng chưa có, nên con đường của tôi cũng hơi thanh thản. Thành thử lúc đó còn đỡ về vấn đề đó, nhưng bây giờ công việc thì thấy rõ hơn. Nhưng một cái về bản chất chưa thay đổi là sự kỳ thị vẫn còn ngấm ngầm, đó là sự thật. Nếu chính phủ Việt Nam cho là không có, tôi sẵn sàng đối chứng, tôi có bằng chứng để đối chứng, ông nói. Chính vì vậy, khi được yêu cầu chia sẻ kinh nghiệm với những Việt kiều có ý định đầu tư tại Việt Nam, doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình nói ngay, khoan, thứ nhất nên chờ một hành lang pháp lý thực sự tốt. Ông đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng, không thể nghe nhà nước khuyến khích, hứa hẹn hay thậm chí là trên văn bản được. Đây là hình ảnh ông Trịnh Vĩnh Bình trả lời phỏng vấn Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tôi thấy giữa lời hứa sự khuyến khích với thực tế nó vận hành ngược. Gần đây nhất như tôi nói vấn đề về ở Phú Yên, cả một sự dây dứt. Mình về đóng góp và có công trong ngành là những con chim về sớm, những đầu tàu làm cho ngành du lịch mũi nhọn mạnh lên, nhưng họ không giúp đỡ mà tìm cách làm khó. Do đó tôi nghĩ là khoan, hãy chờ. Chờ thực sự khi nào mình thực sự kiểm tra được. Và chính phủ Việt Nam phải có trách nhiệm thấy rằng muốn có một sân chơi bình đẳng, lành mạnh, được mọi giới yên tâm về đầu tư thì phải xem lại guồng máy của chính phủ Việt Nam về hành chính, luật pháp như thế nào. Khi một đất nước chỉ cơ cấu những người làm việc về tư pháp, hành pháp bằng cách là người của đảng, tức là hồng hơn chuyên, thì muôn đời sẽ không thể nào khá lên được. Chọn trở về, chọn đấu tranh, giành lại công bằng qua việc khởi kiện chính phủ Việt Nam ra các tòa án quốc tế. Chiến thắng của Trịnh Vĩnh Bình trong những năm qua không những giúp phơi bày phần nào những góc tối trên thực tế của các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư, mà còn tạo ra một tiền lệ đấu tranh mới cho những nạn nhân của chế độ. Doanh nhân gốc Việt cũng cam đoan, với những chuẩn bị sắp tới, ông sẽ buộc chính phủ Việt Nam phải nhìn nhận và sửa chữa sai lầm. Không thể cứ ém mãi các sai lầm và sai trái khi hội nhập vào sân chơi trên thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2021 với bản tin Trịnh Vĩnh Bình người hạ bên thắng cuộc. Và kỳ này với tiêu đề cưỡi cọp triệu phú Việt kiều và những bài học xương máu vì đi trước thời đại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de